chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình mời mọi người cùng vào rừng tắm suối với mình nha. Hôm nay trời nóng quá, vô rừng tắm suối thôi mọi người ơi. Xin chào tất cả mọi người nha. Hồi nãy mình đi vòng vòng mình bắt được con gà trống to rồi nè. Bây giờ mình sẽ nướng để mình ăn nha. Đây nãy giờ đi cũng đói rồi. Bây giờ mình sẽ nướng ăn nha mọi người ơi. Hơi xấu nhưng mình vận dụng hết kỹ năng ở trong rừng rồi, không có dây chuyền, không có dây chuyền được. Bây giờ mình để anh nướng thôi, nướng. Măng me cả nhà ơi, đợi gà lâu dính quá, măng me chưa, măng muối cho mình. Rồi đây mọi người xem gà của mình giờ thấy nó vàng rồi ha, nó ngon ha. Đợi một tí nữa là có thể ăn được đó, gần chín rồi.
Nhìn nó vàng thấy ngon không? Wow, bông mâm. Đây mì. Giờ gà khô mình quét miếng sa tế lên nữa cho nó đỏ đỏ đẹp nha mọi người. Cho nó ngon thêm nữa. Ừ. Quét đều đều. Nó chỗ trắng trắng nè. Cho nó ngon. Ừ, nó đẹp nữa. Ngon không quan trọng, quan trọng là đẹp thôi. Gì? Nhưng mà nhìn màu này rất ngon rồi. Gà ta đó mọi người ơi. Gà gừng mà. Ừ. Nãy mới bắt, mà bắt ở chỗ người ta bán nha mọi người. Chứ không phải bắt trong rừng. Thấy lên màu nè mọi người, đẹp không? Mình thấy ngon rồi đó. Cái đồ đâm á mọi người, chứ ở đây không có đồ đâm. Bây giờ trái gà chín rồi mình thử coi sao ra nha mọi người. Mình thấy nó hấp dẫn không? Nước chín chưa mình thử coi. Chấm miếng muối ớt nữa, nước chanh nữa. Thử coi. Này chín rồi. Thì muối ớt. Ngon, ngon nha. Thịt gà rất là dai, ngọt nữa. Cộng muối ớt, chua cay nữa. Rất là ngon, rất là ngon. Coi coi cái bè kia nó đẹp không? Nhìn nó ngon. Giờ mình làm thử cái đùi nha. Bây giờ mình sẽ thử cái đùi nha mọi người. Chín vô đây. Nóng quá, còn nóng. Ôi ngon. Ồ. Quá. Nóng quá mọi người. Mời mọi người nha. Chấm miếng muối ớt nha.
Nóng quá. Giờ mình sẽ vừa ăn vừa tắm đi. Ngọt quá. Thịt gà rất là ngọt nha mọi người. Cộng muối ớt này nữa. Quá là ngon. Ngon. Rồi có lon bia nữa. Được không? Nguyên gà mình chỉ ăn cái đùi thôi, còn còn phần lại mình cho cây gam men nha, nhân cái đùi vậy nồi. Nước chấm mà ngon. Thịt rất là thơm, ướp sợi tế đó, đỏ rồi. Nhìn nó màu rất ngon mọi người. Ngày hôm nay em tuy mệt nhưng mà vui. Về mệt được tắm suối, về ăn gà nướng nữa là đúng bài. Da này vàng ngon. Ở nhà nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ nha, để mình có động lực ra những video mới cho mọi người xem nha. Cả nhà cũng chuẩn bị, hình như hôm trời cũng chuẩn bị mưa rồi. Rồi mình cũng xin phép kết thúc video tại đây nha, để mình về nhà nha. Cả nhà thấy video hay nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tạm biệt cả nhà nha.